Virtus Pros turn to ban. Cái đấy sao tự nhiên mình bị Virtus Pros turn to ban. Xin chào mừng các bạn, chúng ta cùng vào với game đấu của buổi tối ngày hôm nay giữa VP và Fnatic trong khuôn khổ giải đấu MLG, và một lần nữa thì hai team này lại gặp nhau. Trong game đấu ngày hôm qua thì Mushi với lượt pick cuối cùng Invoker đã làm cho Fnatic có một đội hình lineup quá khó đánh và đã dẫn tới một trận thua. Hai lượt ban đầu tiên thì bên phía của VP loại bỏ cho mình đấy là Queen of Pain và Viper, còn bên phía của Fnatic đó là Vsec và Drow. Lượt pick đầu tiên VP không ngần ngại, họ pick ngay cho mình đó là Lightstrike, một trong những hot carry tại thời điểm hiện tại, với cái bộ combo của anh có bát áo này khá tởm. Liệu rằng Mushi có pick, có tiếp tục pick Invoker cho Kishi không nhỉ? Lại tiếp tục Invoker cho Kishi xong Mushi SF đi mid, kiểu xong bắt đầu để cho Kishi fit lói à. Kiểu bé tập cánh tạ. Virtus Pros turn to pick. Đâu rồi? Alo. Virtus Pros turn to ban. Rubik và Gyro hai lượt pick tiếp theo cho Fnatic. Fnatic có vẻ như là wow, từ từ. Nếu mà Gale nhìn thấy thì Undyne chưa bị ban ra. Liệu rằng hero đó có bị ban hay không? Bởi vì cái bộ đôi Gyrocopter và Undyne là cực khỏe trong combat luôn. Khá là thốn. 5 seconds remaining. Reserve time. Nhưng mà tôi nghĩ không pick người đâu. Họ ban ra Slug của anh Đần. Còn trong khi đó thì VP ban ra Pugna, một trong những hero có khả năng cao được lại Lightstrike với cái cặp của mình rồi. Một ban được từ có vẻ như là FNG rất tự tin rằng anh có thể đối chọi lại với con Undyne này, khi mà trong những lượt ban, ba lượt ban anh không hề loại bỏ Undyne mà chỉ loại bỏ những hero đi mid khó chịu hoặc là đi lane, đó chính là Viper, Queen of Pain và Pugna mà thôi. Broodmother là lượt ban thứ tư và là cuối cùng của VP trong bốn lượt ban đầu tiên của họ. Ban là Brood với khả năng có gọi là farm, gỡ farm được ở thời điểm mid game, mặc dù có thọt ở thời điểm early đi chăng nữa. Và nếu để nó split push thì gọi là một thảm họa luôn. 10 seconds remaining. Để có thể để ý rằng là ở game đấu này thì Mushi bán luôn Vizic của Liều. Ác mộng của Fnatic ở game đấu đầu tiên của ngày hôm qua. Ban thứ tư Mushi đang rất suy nghĩ, vậy là ban là Clockwake. Fnatic's turn to pick. Có vẻ như là có phải là Undyne không? Vẫn chưa là chưa pick Undyne. Nhiều khả năng Lina sẽ cầm bởi Mushi đi mid rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Có lẽ là Mushi sẽ cầm con Lina đi mid, Gyro sẽ được cầm carry để chuyển bởi Kishi. Rubik tôi nghĩ nhiều hơn sẽ được cầm bởi Johnny ở vị trí support. Nhưng mà tôi vẫn đang một phần nào đó linh cảm về con Undyne trong game đấu này. Mặc dù nó sẽ bị ban ra Witch Doctor. Combo đấy, cái combo bộ này combo luôn đấy. Winter Weaver dùng ulti sau Witch Doctor cắm cọc luôn, bắn gọi là siêu thốn. Bắn đến chết luôn, bất tỉnh luôn chứ không phải gọi là... quên chưa bật mic in game. Liệu có phải là Undyne không? Mình đang chờ cái lượt pick Undyne nhưng mình nghĩ sẽ không pick Undyne đâu. Sẽ không pick Undyne đâu. Tôi nghĩ là nhiều khả năng sẽ không pick Undyne. Bởi vì là kiểu nếu mà muốn pick Undyne, kiểu là nếu muốn pick Undyne thì ngay trong lượt pick thứ 3 thì muốn sẽ pick luôn rồi. Không phải suy nghĩ rồi. Darkseer là lượt pick. Wow. Nếu pick Darkseer thì có một support nữa mà tôi nghĩ tới, đó chính là Sand King. Epic Center, Vacuum lại chọc stun và sau đó Jacobter thả ulti. Destruct cũng được. Destruct tôi thấy còn hay hơn cả Sun King. Nhưng mà mỗi tội Destruct thì lại không có disable mạnh như kiểu Sun King thì có stun AoE. Bounty Hunter, V2 Pro, họ đang gặp một cái vấn đề như kiểu game, có như kiểu Mushi pick hôm qua vậy. Đó là cái lab của họ quá là mỏng đi. Chưa kể rằng ở game đấu này thì Fnatic họ có cho mình những con nút down cực kỳ mạnh như kiểu Gyro hay là Lina. Wow.
bounty pick kiểu này là bounty đi off lane này, chứ không phải là bounty support này, vì có hai con support rồi, có Winter với cả con Wick kiểu bounty off lane. Deathstroke sẽ là đi mid. Deathstroke đi mid với Lina thì không thành vấn đề, nhưng vấn đề ở đây là khi mà bắt đầu có được cái level 6 và Lina sẽ đảo lane và đi gank. Khi đấy thì với việc mà club mỏng dính như này thì khó lòng mà Virtus Pro họ có thể chịu được nhỉ. Nhất là khi mà Winter Wick chưa có được cho mình cái level 6, chưa có những cái ulti phải gọi là cực kỳ mạnh, chưa có những cái bộ combo của mình. Moshi đang suy nghĩ khá đắn đo. Ban là Ultimate Armor. Còn bên phía của VP họ ban ra DK, một hero khả năng châu chó như Gale đã nói. Khi nhìn thấy đội hình của Fnatic có quá nhiều hero Intel và Agi không có khả năng chịu đòn trong combat, DK bị loại bỏ, vậy thì Mushi sẽ chơi gì đây? Trong ngày hôm qua thì tôi có trong buổi sáng ngày hôm nay gọi là có một chút thời gian dành, tôi đã xem lại cái pha highlight lật kèo giữa team Fnatic và cái gì nhỉ? Cái team gì nhỉ? Lại quên rồi, trong cũng dài này. Trong bảng Island. Không phải Island, Island toàn thắng, Island là bảng kia đúng không? Team gì nhỉ? LG, ở đâu cái bảng này là có gì nhỉ? Virtus Pro, Fnatic. Đợi chút xíu để tôi check. Nip. Phải Nip không? Để tôi check lại. Virtus Pros turn to đó là Mousepot, đúng rồi, Mousepot. Đó là Dead Prophet cho Fnatic. Với việc mà pick Dead Prophet này thì sẽ là DP đi mid, còn bởi Mushi, Lina sẽ đánh ở vị trí support rồi. Lina support chứ không phải là một con đánh cái này. Thì thực sự cái lab của Fnatic đang khá là mạnh, với việc mà họ sở hữu cho mình khả năng combat cũng như khả năng push cực kỳ mạnh luôn. Chưa có một cái điểm yếu nào nằm ở Fnatic ở cái lab này cả. Tôi chưa nhìn thấy điểm yếu nào. Mặc dù là 3-4 con hero Intel đấy, nhưng mà thực sự mà nó khả năng tăng của Darkseer và Dead Prophet là cực kỳ tốt. Virtus Pro họ cần một con hard carry có khả năng tăng, hoặc là một solo mid có khả năng tăng. Mình nghĩ như vậy, phải chăng là Spectre cho Eden. Spectre game này cũng không hay. Mushi trong lượt ban cuối cùng anh ban ra AM. Vậy anh nghĩ rằng là Lightstruck sẽ đi mid, chứ không phải là chơi vị trí farm xếp lane chơi carry. Nhưng mà nói chung là đội hình của hai team đều khá là mỏng, đều là những hero Intel cả và chỉ có một Agi mà thôi. Nhưng mà nếu nói về đội châu chó thì tôi nghĩ rằng Daxia là một hero Intel châu chó nhất bên đội hình bên phía của Fnatic rồi. Daxia kể cả Dead Prophet chỉ cần có cho mình một cái kiểu Mekhan chẳng hạn, hoặc là có thể lên cho mình một cái gậy lốc, hoàn toàn để tăng. Với cái đội hình kia của bên phía của team Virtus Pro, họ có cho mình cái khả năng núp đam mạnh, cực kỳ mạnh. Hay là họ cần một con setup combat kiểu Wet King. Mãi cả lao vào xong chết. Wet King thì hơi khó. Game mà đánh Wet King khó, Wet King carry khó. Họ cần một châu chó BB. BB ok, BB cũng được, nhưng mà để chơi lại Gyro thì hơi mệt, hơi phiền nhất. Có cả DP nữa, DP mà kiểu nó cứ nhây gì. BB không ăn thua. 15 giây. Ban đi hai con tủ của Fnatic, ban đi hai con tủ của Eden, ban cả round. Phantom Lancer. Đội hình mỏng quá nhờ. Hai team đều rất là mỏng. Thôi bây giờ phải chờ xem gọi là các player họ chơi thế nào thôi, chứ còn nhìn vào cái đội hình này thì OT ta có thể thấy là một bên là Kotick, một bên là Diana. Nói chung thì đều có loại siêu mỏng cánh của mình thôi. Vâng, xin chào mừng các bạn, chúng ta cùng vào với game đấu giữa Fnatic và VP của MLG, được sự bình luận bởi Cô Tè và Gale trên Pew Pew Channel.
Trong game đấu này thì Advantage đối ra quân của họ đó là Mushi anh chơi mình DP Death Prophet, Lina được cầm với Kha'Zix Imba, Kixi chơi mình Gyrocopter, Johnny cầm Rubik và cuối cùng đó là Darkseer được chơi bởi OIO. Còn trong khi đó bên phía của VV2Pro thì FNG tiếp tục cầm cho mình qua Winter Within Eden, sẽ cầm Phantom Lancer, God sẽ cầm còn Let's Rock đi mid, Decapherboot, BH và Liu sẽ cầm còn Wigdotor. Liên tục có những kiểu GL HF đến từ phía cả hai team, những cử chỉ khá là đẹp. Rằng trong game đấu này Kixi có gỡ ra cầu mong anh sẽ không làm một cái ATM di động như ngày hôm qua, trong khi mà anh chơi con Invoker fit tận 0-12 liền. Thực sự mà nói thì game này cái lap của Fnatic họ đẹp hơn rất nhiều so với cái lap của ngày hôm qua. Lap của pha nó quá khó cho invoke của Kixi, không thể làm gì được. Việc mà Kixi fit thì chuyện dễ hiểu thôi. Gyrocopter của Kixi thủ ngay cho mình cái đớt, khi mà thấy con BH mà nó tàng hình lần nữa thì sẽ giảm vào một lúc, sau đó mở đớt ra và dí thẳng luôn. Cả hai team đã gặp nhau rồi, bao team mất khoảng tầm 1/3 bình mana rồi, mà cũng có cái bình mana dự trữ để regen lại thôi. Đầu này là 1/4 thì đến 1/3 mới có một chấm nhỏ nhỏ đang regen lại. God cầm mid rồi, với việc God mua cho mình cái nun luôn thì cái bottle sẽ phải tầm phút thứ 2 đến 2 rưỡi mới có được cho God. Thế là nếu mà farm được. Nói chung là tôi nghĩ rằng cả hai hero này đều có khả năng spam rất tốt. DP thì đến khoảng tầm level 3, level 4 thì đó, khi mà nó tăng được cái điểm 3 rồi, giảm thời gian cooldown của skill 1 đi và skill 2 nữa, thì lúc đó cả hai sẽ thi nhau spam xem ai là người spam nhiều hơn mà thôi, và trụ lên tốt. Trò này nó hơi vất vả cho Decapherboot rồi. Chỉ cần với một cái nhấc nhẹ nhàng đến từ phía của Johnny là bỏ mạng chắc chắn luôn. Chắc chắn là bỏ mạng luôn chứ không phải là có thể gọi là. Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa bị phát hiện, bởi vì là nếu đối lại với con những hero kiểu Invi thì nên cắm Sentry nhiều hơn, bởi vì cái đất nó kiểu đánh theo kiểu bị động, trong đó trên top em được cố gắng 2 đoạn đầu của IO rồi, bắn khá thôn một cái skill 1 của mình. IO gần như là mất nửa bình máu của anh rồi. Dùng con Winter lại harass dễ đấy chứ, cái range của nó khi mà hóa form lên rất là xa, nhổ như thật luôn, nhưng mà hoàn toàn nó không hề có dấu hiệu thọt đến từ phía của OIO khi mà có cho mình cái Iron Cell. Cứ spam rồi vẫn ăn được tiền từ xa thôi, chỉ có thọt được thọt, cùng lắm thọt một chút XP thôi. Bounty Hunter liên tục là cắm Sentry ra từ bên phía của Kha'Zix Imba để đề phòng đấy, là ở đấy thấy nhau rồi, thấy rồi, thấy biết rồi. Nhưng mà cũng chả làm gì được, thực sự thì phở bò nó chỉ đứng ở đây, nó chỉ hít kinh nghiệm ở chính thôi. Bây giờ lại tăng hình đi tiếp và nó sẽ đứng ở dưới sông và hít kinh nghiệm. Winter đang vòng ra mid, liệu giả sẽ là một màn bắt gà con gà. Nhưng ở đây có ward rồi. Ở đây có ward, nếu mà không biết là Winter, tôi không để ý là Winter di chuyển ở đâu. Decapherboot đã có tình huống mở đớt lên rồi, có nhấc lên đến từ phía của Johnny, nó nhấc về có đặt cả stun luôn thôi, phải Johnny. Decapherboot lên bảng rồi. Phơ blood cho Kha'Zix Imba. Đi ngáo một cái là chết mà. Regeneration. FNG dính vô ích rồi khi mà không biết rằng là lộ hàng nhưng Wick Doctor đang có di chuyển lên khu vực top. Ohio cũng đã nhìn thấy sẽ là dí ngược lại lưu. Đấm thôi, chả sợ gì cả. Bởi vì nó có giáp gai và chưa kể là tốc của con cái giáp của Nắc Xỉa cũng khá là to nữa. 6 giáp liền. Thêm cả khiếm mẻ. Đấm mút mùa. Rồi, con gà đi ra, FNG đợi chờ. Tỉnh táo lên. Khá là tỉnh táo. Hình như là có vẻ là tôi không để ý đường đi cho lắm, nhưng mà có vẻ như là hình như là FNG đi ra bằng cái đường này thì phải và bị cái quát nó phát hiện. Nên là hình như là họ biết, bởi vì thực sự tôi không để ý cái đường di chuyển của con rồng băng này trong đợt đấy. Bây giờ bay ở lên có pha giật xét rồi, đang có gì nhấc lên của Rubik ném về, bắn đầu của Rubik để hỗ trợ, để God có thể gọi là chạy về nhà được an toàn. Những pha dọa dồn nhau đến từ cả hai team, trong đó dưới bot thì bây giờ phải bó để hít được kinh nghiệm và đã có cho mình level 3 rồi, việc là land đẩy lên gần trụ. PL trên top của Đần cũng farm khá ổn định và gần như là 2 carry free farm hoàn toàn khi mà các offlane của họ không
không làm được gì quá nhiều. Daxia thì đang phải về nhà Regen mà chỉ có level 2 thôi, hơi thật một chút xíu mặc dù anh có giáp gai. Và theo tôi nghĩ rằng thì Daxia có thể vào rừng nếu cần thiết khoảng tầm level 3, level 4 khi mà giáp gai đã level 2 rồi. Nhận được thọt quá thì có thể vào rừng luôn. Đây chúng ta sẽ... việc mà tôi nghĩ rằng cả hai team pick cho mình cái lá mỏng như này thì sẽ không đánh nhau từ sớm đâu. Đã phải đợi chắc phải tầm độ khoảng phút thứ 6, phút 7 đấy là ít. Hoặc cũng có thể tận đến cả phút thứ 10 bắt đầu mới đánh nhau to. Tôi nghĩ thì bên phía của Fnatic họ có thể gọi là đi roam quanh sớm với việc là có hai disable tốt này, Rubick nhấc lên Lina stun và vẩy của DP con này đúc đám chết được con Lexstrike. Bây giờ bounty đi ra mid nhưng mà nếu Johnny một pha mở đất gọi là ảo diệu đấy hack map thì đúng là kiểu phở bò. Rồi thấy rồi, nhấc lên ném về em stun mở đất luôn, đúng như tôi nói. Khi mà phở bò đi đúng vào cái sentry ở đây, đập stun chuẩn xác của God và giật xe stun đến từ của Kechik hỗ trợ vẩy God. Vẩy ơi, được rồi. Sao God lại đánh vào solo ấy nhỉ? Hơi khó hiểu ông Tân một rồi, tự dưng anh lao lên khi bên phía của Fnatic họ có tận 3 người liền. Và họ mất một support nhưng quan trọng hơn là họ ăn được 2 core đến từ bên phía của VP. 700 tiền là 700 kinh nghiệm dành cho bên phía của Fnatic. Mà nên nhớ rằng đây là một cái bo 1. Đánh những tình huống xử lý phải là cực kỳ cẩn thận luôn, chứ không phải là kiểu đội nào thua là sẽ coi như nghỉ luôn đấy. Đây là trận semi phải à, trận gọi là nhánh thua. Không hẳn là nhánh thua mà trận kiểu trận cuối cùng, kiểu trận phân định xem ai là thằng người nhì bảng ấy. Cả hai team bằng điểm nhau mà Fnatic có vẻ VP đều có một trận thắng và một trận thua. Kiểu một trận tie break. The set kiểu như là đập stun không chuẩn xác đến từ của God. Với cái đó thì Lee vẫn đang cố gắng full cam thôi, sẽ thành công. Ở đây ở dưới bot có tình huống nhấc lên đến từ Rubick ulti ra của Kixin chưa, không sao, vẫn còn đó là những quả rocket, đó là một mạng cho thanh niên gài rồi. Easy kill. Đây là điều mà cái sentry nó mang lại rất nhiều, bởi vì là cắm cái sentry nó giống như kiểu một cái game ở một vị trí cố định vậy. Cái dirt thì nó kiểu rộng bị động hơn, cái sentry nó kiểu chủ động hơn trong việc là đi giết người, làm cho con BH không ngờ tới cái việc này và đã phải trả giá bằng những cái mạng của mình, chết tới tận 3 mạng rồi từ phở bò. 4-1 đánh cho bên phía của Fnatic. Kinh nghiệm trên này bây giờ 1k, còn Nick Network cũng đã chạm mốc 1k. Hiện tại Jero và PR hai carry farm chính vẫn đang farm ổn định và gọi là bằng nhau đi cái 8 mạng người nó cần. 4-2 con creep. Phải nói rằng God ở mid cực kỳ hổ báo luôn. Mặc dù Musi không phải là dạng vừa, với con DP cũng trâu mà đánh toàn những quả kiểu lao lên xong solo. Musi tăng mình mắc 1-3, chứ anh không tăng vào điểm 2. Chưa cần thiết. Ủa. À quên, chưa tăng vào điểm ulti, quyết định là sẽ là farm trước đã. Thì ulti cái thời điểm này thì chỉ dành hầu như chỉ dành để boost thôi chứ, thực ra combat thì cũng chưa cần đến lắm. Ôi ôi, trên top vẫn farm rất ổn với cả Iron Seal của mình. À đâu, thực ra thì cũng bình thường, nói chung là nó ổn hơn những con offlane bình thường. Những con offlane thông thường thôi. Bây giờ là Daxia là thời điểm mà anh gỡ farm khi mà cái giáp gai level 2 và level 3 rồi. Nó dễ dàng farm hơn và cái lượng đam ổn định hơn nhiều. Có thể gây sự khó chịu dành cho con PL. Ờ, vớ vẩn, Liu dí được Liu. Liu đang phải núp. PL đi vào rừng rồi, với việc mà có cho mình cái hút máu 1 thì thì Đần quyết định đi vào rừng để cho những con support của V2 Pro họ có cho mình cái level. Thực sự mà nói thì cái level đối với support của V2 Pro họ nó cực kỳ quan trọng luôn. Cả FNG cũng như là Wilder. Bây giờ thì sẽ là gây áp lực lên trụ dưới bon từ bên phía của team Fnatic ở đây. KC có cho mình bắn lan lên được bắn và đã bấm cái ring ở Aquila lên để bắp giáp cho đàn creep rồi. Một pha nổ băng ra của Winter nhưng chỉ là level 1 thôi, nó chỉ gọi là gây sự khó chịu phần nào đó với cái slow. Nhưng trụ sẽ được ăn bởi bên phía của Fnatic thôi, đã có đóng giáp, đặt tên lửa ra để không cho con Winter có thể deny được. Bounty Hunter vẫn liên tục là đảo lane, phát hiện được cái một cái bãi stack 3 trong rừng từ bên phía của Fnatic trong này. Trong khi đó thì DP thì sao, anh sẽ hướng tới thẳng, đó chính là gậy lốc đến từ của Mushi, tăng khả năng châu chó, có thể gọi là né stun.
Lẩu kem. Lẩu kem. Ui giời. Easy farm rồi. Easy farm cho Mushi ấy. Trong khi đó thì ôi trên top có được cho mình cái level 6 thôi. Có, nhưng mà cũng chắc chắc chả tăng tường đâu. Dí vào lưu không? Không dí. Helicopter tới đây về nhà, trong đó Darkseer có thể tanh quái được nếu cần thiết. Trên top trên. Búp tốc, nhưng ở đây thấy PL cái lùi luôn. Đến từ của OIO rồi, phi giảm chỉ gọi là harass. Hiện tại thì hết hết tốc rồi nhưng mà khá bắt bắt được con Darkseer này hơi khó. Nói búp tốc thôi, đấy là điều sự khó chịu khi bắt Darkseer cần phải có cái stun gọi là duration nhiều hơn. Nhưng mà God 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 đang có cho mình cái rune Haste. Đài Giật phụ lửa xoẹt, tiến từ phía của giúp kinh, không cần phải đập stun trong rồi mà phát tỉnh táo God bấm ulti lên và lách xoa gần như chả biết làm gì cả. Mạng mình cho God thôi. Tên lửa sẽ đuổi đuổi thẳng về nhà. Sao 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 lại God bật ulti lên và Lash Truck không biết làm gì. À nhầm, Darkseer không biết làm gì trong cái tên lửa đuổi theo này. Đuổi mà. Cái smoke hai support đây nhưng mà không được rồi. God đã lùi hẳn với trụ hai này thì hơi khó giết người. Cái chip cũng đã có cho mình cái level 6 rồi. Khá là sành. Rubick cũng chỉ còn một chút nữa thôi đã có cho mình cái level 6. Trong khi đó thì hai support của V2 Pro vẫn đang khá là chật vật. FNG mới chỉ có level 4. Họ quyết định là vòng sau một giữa đầu của FNG đây. Búp tốc đến từ OLO cho Mushi bay lên đến từ FNG. Bắn phát slow vào đầu của Kechik và lùi về thôi. Tỉnh táo của FNG một tuần vừa rồi dùng skill 1 để có thể chạy thoát được. Và bây giờ thì đội bên phía của VP tập trung ra mid một pha phi giá đầu của Kechik in 3. Giật set. Thổi lửa, clear bóng. Suýt chết. Còn mình khoảng tầm 29 máu đi về. Dire's top tower is under attack. Nói chung thì game vẫn đang khá là nhảm. PL đã lên được. Vậy PL sự chọn của anh đó là Vladimir để gọi là đẩy cái lượng tốc farm của mình lên, có thể farm rừng và nhả lane cho các support phải farm được ổn định hơn. Bounty Hunter của Phở Bò bây giờ trong game này nhiệm vụ của anh khi level 6 là chỉ có chạy loanh quanh và đi check những hero đối phương thôi. Còn Johnny hiện tại đang cố gắng đi stack kem cho Gyro để farm bài Asian, Darkseer thì vào rừng gỡ farm. Hướng tới có thể làm cái mechanism. Chắc chắn là mechan này để thêm phần gọi là tăng cho Fnatic. Mushi thì còn thiếu 500 nữa đủ tiền cho mình, đó là cái gậy lốc EU Scepter. Bây giờ PL vào lẩu luôn, quyết định là vào phá bĩnh con Darkseer trong rừng. Hiện tại network tụt về mốc 1k dành cho Fnatic. Trên top thì bây giờ Bounty Hunter muốn giết vào đầu của VC Jacob thả ulti ra. Một chém slow check, giật set, Jacob thả skill 1 để gặp phở bò gần như mất hết bình máu rồi. Một pha giật chăn chuẩn xác, ulti ra của Lina không giải quyết vấn đề gì quá nhiều. Úi chắc là tung ulti và cái chiếc imba đã lên bảng đêm số. Tê lê về của Kishi là không được bởi vì ăn track và sau đó giật set của God đã kết liễu được mạng của thanh niên Gyrocopter. Cùng lúc đó ở mid thì Mushi dùng ulti và cố gắng ủi trụ khi nhận thấy rằng là đóng giáp đã hết rồi. Tung skill 2 và skill 1 harass không cho Mushi có thể p được nhà. Nhưng cái trụ vẫn đang bị gọt, còn cho mình 37 máu, đang chê cối từ Mushi, deny thành công. Bây giờ dí hay không? Dí theo chết rồi. Dí thôi, 4 giây, 3 giây, Mushi chết rồi. Vậy là wow, vậy là anh Đần thấy rằng là có tele nên là Đần quyết định là lùi về chơi an toàn trong tuần vừa rồi. Quả đấy tôi cứ tưởng là deny trượt của FNG bắn hai cái trụ nó mới sập. 4 đều. Kiểu nghe thời điểm early game thì Fnatic họ có cho mình những cái lợi thế với việc mà họ giết liên tục được 4 mạng và mới chỉ chết có một, thậm chí có những cái mạng giết phải gọi là đổi một support với tận hai con co. Nhưng mà ở thời điểm này thì tỷ số đang là hòa, thế như cả network và XP cũng vậy. Wow. Có một chút thì đó nghiêng về phía của V2 Pro. Vậy là hai support đều không lên giày mana mà một mà Lina lại lên giày phây à, tăng tốc chạy và đam. Thường thường tôi nghĩ rằng là ít nhất thì phải có một team phải có một người lên giày mana thì có thể là sẽ là OIO lên giày mana. Bởi vì bây giờ nếu mà lên cái mechan thì khi bạn bấm cái mechan mất mana khá nhiều. Còn tầm 275 này tôi nhớ không nhầm. 225 mất khá nhiều cái lượng mana và đó là khoảng tương đương với 1/3 bình mana của Darkseer rồi. Ping với FNG rồi. Liệu rằng có đái trụ không? Có Mushi thì có thể đái trụ. Đai trụ bây giờ có thể khi mà Mushi có cho mình gậy lốc và một điểm silent. Nhưng mà nếu băng trụ thì hơi liều lĩnh.
họ có vẻ họ chơi an toàn từ bên phía của team Atlantic thôi. Lack Shark của God thì sao, anh sẽ hướng thẳng tới đó chính là Bloodstone rồi, gần đủ cho mình, còn thiếu khoảng tầm 2k nữa. Trong khi đó tay đây xuống dưới bot đẹp đến từ của PC, đặt tên lửa ra dí thẳng đầu của anh Đần. Ôi cũng tay đây xuống mà, nhưng có lẽ là sẽ vào rừng phán tiếp thôi. Tên lửa đuổi theo rất nhanh chóng, một fast stun á thốn bắt đầu đấy. Bounty Hunter của phở bò gần như trong game này không giải quyết vấn đề gì quá nhiều khi chết tới tận 3 mạng mà chỉ support được đúng một lần mà thôi. Tiếp tục là stack em đến được Rubik. Denied. Đội thắng theo cặp đấu này thì sẽ đánh với cả Nip. Trận semi final đầu tiên. Anh FNG mua cho mình cái Sentry đôi và đang hướng tới. Có lẽ rằng là những item của Winter sẽ là Soul Ring và một cái giày máu ở đây. Đi lên thấy vị trí của Dần rồi, nhưng mà Dần có thể dùng skill 2 phân bóng ra, cắm Sentry và không cho gọi là stack Asian được. Bounty Hunter vẫn quyết định là liên tục đi roam, nhưng mà gần như là phở bò chả giải quyết vấn đề gì cả. Thực ra mà nói thì phở bò nó thêm nhiều về... thổi lửa, ơ kìa. Glee được rồi, búp tốc chạy dành cho Johnny. Không được. You king. Tiếp tục lại phân bóng ra đến từ Đần. Thực ra mà nói thì phở bò là đi scout map nhiều hơn chứ không hẳn là đi roam gank. Radiant's top tower is under attack. Nhưng mà cái ý của tôi đây là nếu mà cứ đi scout map liên tục thế này mà không giải quyết vấn đề gì quá nhiều thì gần như là sẽ về sau sẽ thọt lever. Thực ra thì con BH nó chỉ có nhiệm vụ đấy mà. Cặp Sentry xuống rồi. Có Sentry nhưng rất may mắn đấy, phở bò lại không đi vào vùng Sentry đó. Họ đang giả vờ ngu thì phải. Biết mà, cắm xuống cái nghe cái tạch cái nhìn thấy mà. Liệu. Ôi, có level 9 rồi. Đã lên được cái dây mana như tôi dự đoán, phải có một hero bên phía của Atlantic phải lên được cái dây mana để hỗ trợ team. Bị check rồi, Ohio bị check, liệu có bait? Liệu phải là bait? Lack Shark thì đã có được cho mình đó là Bloodstone rồi. Và bây giờ thì dùng gà lấy ra mà thôi. Theo ông thì Eden sẽ lên cho mình cái item gì? Một K7 rồi. Có Vladimir. Khả năng farm dễ dàng rồi, bây giờ nếu mà giữ tiền thì nếu mà muốn gọi là chơi kiểu PL gây khó chịu thì có thể lên ở đây có Sentry. Thấy phở bò này. Còn Creep ơi, đứng lại một chút nữa thôi thì đã biết là có Sentry cắm xuống. Trong khi đó ở trên top thì Mushi cùng với Lina đã giết được mạng của thanh niên Witch Doctor. Có lẽ là một combo lock lên, sau đó là stun của Lina cùng đó là thổi lửa và Johnny vậy thôi. Nếu mà BH dí còn có nửa bình máu phải đi về rồi. Bây giờ bỏ một mình Ohio ở lại rồi. Tôi nghĩ là nếu mà Dần muốn gây sự khó chịu thì Dần có thể lên thẳng cho mình cái default. Nếu mà gây sự khó chịu của PL trong đó ở đây, scout thấy vị trí của phở bò rồi, check thôi. Phi giá luôn và cái con creep được búp cái giáp gai chết luôn, gần như là không phản được gì quá nhiều. Ok, thế có phải là ông nghĩ là phở bò Đần sẽ lên cho mình cái diff đúng không? Tôi nghĩ vậy. Thế theo ông thì Moxy sẽ lên cho mình cái item gì, cũng là một thanh niên tích tiền khác. Hiện tại thì Moxy có cho mình được 2k rưỡi rồi. Wow, Bloodstone. Nhưng mà nếu mà lên Bloodstone thì phải lên Soul Ring trước để có khả năng spam được. Nhưng mà hiện tại thì đang có smoke, nhưng mất smoke rồi, cả hai team ulti đầu của KC. Nhưng mà lại không ai ở gần đấy cả, và gần như là Winter ulti một pha nhắc lên ném về Lee là người đứng lỗi, và Lee lên bảng đẹp số nên ra đấm tay cuối cùng của Lina 6-4. Thực ra thì quả ulti vừa rồi của FNG chỉ mang tính chất gọi là giữ chân để chạy về thôi. Giữ chân để chạy về, nhưng mà Lưu lại tưởng kiểu đánh nhau lao lên định cắm cọc chăng. Hơi ảo tưởng sức mạnh đến từ phía của Lưu. Liên tục spam để đép đến từ phía FNG thôi, nhưng mà hiện tại Mushi đang gọi ma rồi thì lấy gì làm đép đây. Như tôi nói ban đầu, khả năng nhấc lên ném về FNG, nhưng mà FNG vẫn bay được trong tuần vừa rồi. Silent hơi muộn màng chút xíu đến từ của Mushi. Tiếp tục track vào tàng hình của phở bò. Trong khi đó thì anh Đần đã lên chuẩn xác để cho cái default gây sự khó chịu đến được con PL rồi.
Johnny đang scout map. Phi giá thôi, dí thằng đầu. Johnny chết rất nhanh chóng thôi. Silent, nhưng mà hiện tại bây giờ Johnny hết mana rồi. Hết mana thì chạy. À nhưng mà có skill 1. Cướp được cái skill đến được con rồng băng, nhưng mà bây giờ thì anh Đần đang dí theo. Búp tốc chạy của không được khi có defu. Bây giờ tiếp tục dí đầu của Mushi. Chém khá thốn Silent vào đầu của anh Đần rồi, nhưng mà một pha vacuum đặt tường để hỗ trợ bảo kê đến từ OIO. Lùi về được bên phía của VP 6 đều. Kèo đấu 10 kill đang diễn ra, gọi là cân kèo. Cân kèo 6 đều, 1k rưỡi tiền và 1k3 kinh nghiệm cho VP sau turn giết người vừa rồi. Tí kiểu 99 cơ. Các bet tơ kiểu đúng kiểu ngồi trên đống lửa hả? Đánh kiểu một kèo 10 kill này, VP cho kèo 10 kill ấy nhanh nhỉ. Vậy là DP không phải là Blaston mà quyết định là lên hớt luôn. Lên thẳng châu chó từ của Mushi tanker luôn. What the heck? Lina vẫn đang cố gắng có cho mình gãy lốc thôi. Darkseer của OIO thì sẽ lên sắp có một cái mecha nào, thiếu 400 tiền nữa. Black Shark của God đang hướng thẳng đó chính là cái BKB. Né các disable thôi. FNG đó chính là giấy máu và blood, cái soaring như những item quen thuộc dành cho thanh niên Winter. Witch Doctor thì đang muốn có được cho mình cái áo choàng tàng hình để khi mà cặp các ulti sẽ bấm cái áo choàng đó có thể gọi là tàng hình đi được. Ở đây có Sentry ở phở bó bê điều này rồi. Invisibility. Vẫn là liên tục đi stack kè mà bây giờ sẽ là quẩy bãi stack này đến của KC và anh cũng đang hướng thẳng tới đó chính là BKB, thiếu 200 đồng nữa mà thôi. Rất ít. Xong rồi, ăn xong chắc chắn có, thậm chí ăn thừa mấy trăm. Nhưng mà bị phát hiện rồi, liệu rằng phở bò ha. KS. Thôi xong, phi giáo. Gọi đần lên ăn. Gọi đần lên ăn, nhọ cho KC từ này rồi. Chém phi giáo, đi phu, deep cho tôi, đúng rồi, chém thôi. KC không có BKB, phế vật rồi. Ơ kìa, nhưng mà. Ơ kìa, một hit nữa. KC đã lên bảng điểm số trong đó thì PL cũng thể chạy thoát được. Ở đằng này thì đang có những pha lọc cọc stun đến từ của Witch Doctor gây sự khó chịu phần nào đó đến từ của Mushi OIO và Johnny thì họ quá gần nhau. Bây giờ Lee đang chạy nhưng mà có bút có dây phây đến từ của Mushi và Zapka thì có lẽ rằng là bây giờ bay lên FNG dùng cả ulti để cố gắng giữ chân có thể cứu được mạng của Lee. Lùi về thành công đến từ bên phía của VP. Họ giết được carry khi mà Gyrocopter gần có cho mình cái gọi là cái BKB thì bị ăn, nhưng cuối cùng cũng đủ tiền để mua rồi, gọi là trước khi chết thì đủ tiền mua được. Quả đấy là KC định bấm cho mình cái định thả cooldown nhưng mà không ăn thua, bị PL chém hết sạch mà burn hết sạch mana. Hơi tiếc quả đấy mà KC mà kịp thả cooldown xuống thì nhiều khả năng thì cả phở bò cũng chết. Trong khi đó trên top đang còn dưới đầu của OEO, quyết là tung ulti cùng nó là slow đến từ của FNG chạy đâu cả OEO đây. Khi mà một ui bắn cuối cùng không đủ cái Mekan cùng với đó là cái Regen và chưa cái lượng giáp của con Darkseer quá trâu, chưa đủ để giết được mạng. Quả đây ulti của FNG phải giết được nhưng mà chưa còn mỗi slow không thì nó vẫn chưa đủ để có thể giữ chân được con Darkseer, hơi khó. Ui sắp sửa có hơn rồi. Sắp sửa có hớt đến từ phía của thanh niên Mushi rồi, 2k rồi. Còn thiếu độ khoảng 2k rưỡi, còn thiếu khoảng 500 thôi. 500 rồi là có được cục hớt, một cục hớt phút thứ 20, tầm phút thứ 25 nó mình cảm thấy nó. Ở đây có Senchi thấy con BH rồi. Quá buồn dành cho phở bò luôn, đi đúng vào cái tầm Senchi. Nhưng mà phở bò lên bảng. Nhưng mà Killing Spree đi ngáo nhỉ. Đây là cái tôi nghĩ thì đây chính là cái việc lợi thế của cái Sentry nó chủ động hơn nhiều so với cái Dirt, bởi vì cái Dirt là con BH phải hiện ra thì ông mới bấm Dirt. Nó hơi bị đậm một chút xíu. Phải nói là đánh như thế thì không khác gì gọi là búp cho Mushi. Ở Mushi đã có cho mình cái hớt rồi. Lúc ấy mình đoán là tầm phút thứ 22 hoặc phải tầm phút thứ 24 may ra mới có, nhưng mà ngay lập tức đó là một màn feed chiến thuật đến từ phía của Decafobot. Hớt cho Mushi phút thứ 23. Giờ thì mệt mỏi hơn nhiều cho Virtus Pro rồi. Bây giờ có hớt xong tôi nghĩ sẽ lên giáp băng. Tăng rồi thì thêm chút mana, thêm chút đam. Giáp nữa, khá là thốn. Bây giờ bên phía của Virtus Pro vẫn chưa có đam để giết được DP. 2k máu. Phở bò có được chống một cái Orc Club. Nhưng mà bây giờ ông này nhìn về network
thì hiện tại Gyro chỉ hơn một chút xíu so với con PL thôi. Mà theo những gì tôi biết thì con Gyro muốn ăn được con PL thì ít nhất network của con Gyro phải hơn hẳn so với con PL. Mà hiện tại nó chỉ hơn một chút xíu như này thì gần như là không có đáng kể gì quá nhiều. Thực ra mà nói thì game này thì Kishi không hẳn là một con carry chính, mà người carry chính sẽ là Mushi. Kishi chỉ gọi là khả năng clear bóng nhiều hơn à, với cái gọi là bộ AoE à. Cũng có thể liên tục là với việc là mở ma này của Mushi thì họ muốn về trụ à? Buồn nhanh lắm. Trong khi đó thì God cũng cố gắng push với coi Demonic của mình nhưng mà hơi khó. Ulti đầu của Mushi rồi, lập tức có Tele ra hỗ trợ bấm Mekan lên. Lọc cọc đi ra, phi giáo Silent được vào đầu của anh Đần rồi, thổi lửa đặt tường ra, Đần vẫn kịp phân bóng. Khi mà rất nhanh tay dùng cái defuse để giải Silent và phân bóng. Chuẩn bài đến của Đần, tinh tế trong tuần vừa rồi đến được của các Gusu rồi. Rất nhạy cảm. Vẫn chưa có kèo 10 kill, kèo 10 kill vẫn chưa ngã ngũ. 7 đều. Rubik thì gọi là thanh niên tích tiền của năm và chỉ có giấy máu cùng với các Watt mà thôi. Bounty Hunter có vẻ là cũng đang muốn có cho mình cái BKB. Một phát chém check vào đầu. Một phát giật set. Đập stun, không được rồi, lập tức có Hanele và phải lùi về chạy hết. Đi đến từ bên phía của team Emlantic. Cướp được cái tốt. Búp tốc cho Rubik, nhưng mà Rubik lại đi đúng rồi, bị con creep nó cản, cắm thân chi xuống, không được rồi. Quả đấy phải nói rằng là KC có một tình huống gọi là trắng trứng khá là điệu, né cái stun của God. Quả đấy bị stun trúng thì chắc chắn chết, KC chắc chắn chết. Nhưng mà với việc mà có cả Faye, bật Faye cũng như có ra xa, tốc chạy là khá ổn và đã nói chung là né quả đấy. Đần, và cùng lại Đần dùng skill 2 né luôn. Trong khi đó vẫn tiếp tục stack cam đến từ bên phía của team Atlantic để cho Gyro farm thôi. Bounty Hunter phở bò có level 10 rồi. Bóng của Đần giờ vẫn yếu quá, không chịu được. Bởi vì Đần lên Yasa trước nên là lượng gọi là lượng máu nó chỉ được cộng một chút strength từ cái giày cheat mà thôi. Lên còn lên sóng đen mà chắc cái này kiểu là lên sóng đen chứ lên Manta nữa thì hơi phiền, hơi mệt. Liệu rằng là PL có chơi kiểu lên sóng đen sau đó tách ra một cái lên Silver S và một cái lên Manta không nhỉ? Đúng cái trận nào nhỉ? Trận mình nhớ cũng có cái trận gì hôm qua cũng có hôm qua đúng không nhỉ? Cũng có một trận mà lên song đen xong rồi tách ra thành Silver với cả cái Manta. Trận nào nhỉ? Trận Virtus Pro hay là trận sau, hình như trận sau. À đâu, trận này luôn, cũng là trận Fnatic với cả Virtus Pro hôm qua, cũng là Đần cầm cho mình con PL. Quyết định lên smoke rồi. Đen. Smoke đi đâu rồi? Double damage. Smoke định làm gì? Có thể ăn Roshan nếu mà cần thiết. Ăn được. Ăn được nếu mà Mushi thả ulti là nhanh chóng rồi, đúng rồi, chuẩn xác rồi, thả ulti rồi. Họ quyết định là nhả trụ 2 trên top để ăn được con Roshan này. Mushi tăng lắm. Gyrocopter lên cho mình cái Manta. Trong khi đó PL của Đần thì sao? Anh có được 2k2, 2k3 rồi. Có tên này về ngay lập tức. Một pha phi giáo và check điện tử vào đầu của Johnny. KC vẫn khá là trâu chó với việc này. Bây giờ thì Mushi có 2k6 tiền, vẫn đang giữ tiền cho mình trước và không làm gì cả. Trên lệch hiện tại là về gần như là bằng 0 đi. Nó không có trên lệch với network. Kinh nghiệm thì cũng tụt về mốc bằng 0 luôn. Cả hai team đang thể hiện độ farm bá cháy của nhau. Giờ tôi đang nghĩ đến trường hợp mà Mushi sẽ lên cho mình cái Hex. Hex cũng được nhưng tôi nghĩ là giáp băng lợi thế hơn. Bởi vì clear bóng thì bây giờ thì có Vacuum, có Dragon Slayer của con Lina, cũng có cả cái quả gọi là Canon của Gyro rồi. Khá là nhiều skill để clear bóng của Eden. Thêm một cái Hex có thể là hay hơn. Nhưng tất cả chỉ là, nói chung thì nó cũng dừng ở mức độ giả thuyết thôi. Lightstrike của God có được cho mình BKB rồi. Và đây là 10 giây, Blaston có 9 tràng và còn 700 tiền trong người. Wii Doctor của Lee sao? Anh đã có được Limmer Cape, áo choàng của Harry Potter. Winter Weaven của FNG có vẻ như là lên gì đây với việc có được cái cộng 10 Intel này. Có thể là Fox Staff dành cho Winter à? Lên gậy lốc. Đần lên Manta.
Vậy đần lên thẳng Manta luôn chứ không nên kiếm chéo trước. Trong khi đó thì Lina bây giờ mới có cho mình một cái gậy lốc, khi mà anh là một support cần mẫn rồi thì thôi thì phút 28 có gậy lốc là cũng ok rồi với một support. Winter lên Falstaff, đúng như Falstaff để gọi là có khả năng cơ động giúp những hero của bên team mình khả năng chạy trốn với cái Fox. Bây giờ cả hai team đều tập trung dưới bot cả, nhưng mà hai carry của họ đều đang ở mid. Gyrocopter dùng cái bóng cho đi scout map trước. Ui xòa. Harap nhẹ nhẹ thôi cũng không mất hơn nửa bình máu. Một pha vẩy bay lên, vacuum không thành công đến từ Oiho. Cắm thanh chi ngay tức xuống đến từ Johnny nhưng không qua ở đây cả. Tên lấy hết về nhà từ bên phía của team VP. PL mid đang cố gắng farm. Đóng giáp rồi, phân bóng ra đến từ PL. Dí thẳng đầu Kixi luôn, chuẩn xác. Con Gyro này nó hết mana là gần như nó rất kiểu là nó hơi bị phế một chút xíu. Tầm này chưa có đam, tầm này đam tay chưa có. Mà không có cả cái flag canon thì cũng vậy à. Cũng yếu đuối lắm. Vậy là Mushi đã mua cục Mythic Staff rồi, chúng ta sẽ cùng xem đây là gậy hack hay là Sinva, nhưng mà tôi nghĩ nhiều khả năng hơn là cái Sinva thôi. Mỗi người một lựa chọn nha. Xem ai sẽ người chiến thắng. Invi Black Shark. Làm kèo Morel. Rare my hat. Làm kèo một rare, easy rare. Mushi đang muốn, có vẻ như là Mushi đang muốn dụ thì phải. Invi của Johnny rồi. Giật set, PL phân bóng ra thôi, lại mất sạch mana này. Ơ kìa, không khéo lắm, không khéo Mubik lại chết ngược thì đúng kiểu mắc nhọ luôn. Đùa chứ, có Ketchik, có cả Mushi ở đấy thì việc Mubik chết ngược là kiểu mission impossible rồi. Oyo lên cho mình kẹp Blink đi và tele về ngay lập tức thôi. Vậy đây là mid. Họ quyết định là ủi tập trung đi lane và ủi trụ trên top. Trong khi đó thì Đần vẫn đang cố gắng ăn được cái trụ mid này và họ quyết định là nhả trụ mid cho Đần có thể ăn được thôi. Có thể là đẩy tiếp trụ 2. Dire's top tower is under attack. Thì push rồi. Đánh nhau không ra team nào dám đánh nhau. Bây giờ ông còn thấy là Nenwood nó về đúng về mức gọi là chạm mốc bằng không luôn. Kinh nghiệm thì Fnatic gọi là nhỉnh hơn chút xíu, khoảng tầm 1k. Bây giờ búp tóc khi mà Mushi có cho mình cái rune DD, lock được con dòng băng lên, Falstaff đi nhưng vẫn bị silent. Và sau đó bị stun đến từ của thanh niên Lina thì mạng này cho Mushi thôi. Ủi trụ rất nhanh chóng, đã phải buộc phải đóng giáp đến từ bên phía của team VP rồi. Nhưng mà con mà nó cầu máu trụ đến này, xong trụ rồi. 10 giây trụ đổ luôn, quăng tốt rồi set các kiểu. Kixi mất gần như là hết bình máu của mình nhưng Kixi vẫn còn cho mình, đó chính là cái hồi sinh quyết tuyệt. Tung ulti Lina, tung ulti ra và Lex Swap chết luôn. Và cùng đặt tường ra đến từ của OIO. Một rack, easy rack dành cho bên phía của Fnatic. Easy rack. Và nếu mà ông để ý rằng thì Johnny cướp được cái track. Một pha bấm BKB hơi thừa một chút xíu theo tôi nghĩ như thế đến được Kixi. Lên Sinva. Mushi lên Sinva. Đủ tiền rồi, tay lên về của Đần rồi. Có cái recipe à, mua recipe Sinva. Mua nói chung thì, nói chung tôi thấy rằng nếu mà Mushi có cho mình cái Sinva thì sẽ gọi là tăng cái khả năng ủi trụ đến từ phía của Fnatic lên. Thực sự mà nói thì tầm này mà Fnatic đi ủi trụ thì rất khó cản. V2 Pro họ rất khó cản luôn. Vớ vẩn này, kêu mày không có kèo, không có 10 kill đâu. Thực ra thì vẫn có 97 rồi. Kiểu V2 Pro kiểu bị đẩy đến cái trụ 2, đến cái rack thứ 2 thì là phải lao ra rồi. Một cái team wide con GG, tầm Fnatic có tầm khoảng 14 kill, 4-15 kill gì đó thì GG game. Bây giờ network của Gyro đã vượt hẳn 2000 so với network của PL, nhưng mà Gyro cần thêm chút đam của nó sẽ lên Monkey rồi. Demonet sẽ được mua rồi. Chuẩn bài luôn, Demonet rồi. Bây giờ sẽ là đi ra mua giáp băng từ của Mushi. Đã đợi ulti khoái xong phút tiếp. Eden, Zolo. Mushi ủ trầu thế. Không được, không được. Chơi. Trong khi đó ở mid thì đang cố gắng dí đầu của Mushi không, đã có lọc cọc stun đến từ Winter Silent. Đồi đẹp Winter, Weaven ulti ra dí thẳng đầu của Mushi một pha stun thổi lửa. Trong khi đó PL dí thẳng vào đầu của Rubik và Rubik lên bảng đếm số. Bây giờ dí đầu của thanh niên Mushi. Mushi đang cố gắng chạy đi một pha vacuum đặt tường ra Lina tung ulti nhưng mà Lee gần chết. Thổi lửa của Ketchik không trúng. Silent hơi Sida đến từ của Mushi. Bây giờ lock được con
PL lên, PL dùng skill 2 né, trai cóp được thả ulti, y đần năm easy, anh đần năm easy, đần không còn gì cả, Fox tap đi đến được FNG, bay lên, FNG dùng skill 1 đang dí thẳng đầu của Mushi, BKB bật lên được gót và nổ ulti ra, Mushi lên bảng đếm số rồi, BKB bật lên được KC nhưng mà bây giờ tele về nhà của KC thôi, trong khi đó thì đần rất ít máu được hồi máu từ của FNG, 9 đều, kèo đấu 10 kill đang dần dần gọi là căng thẳng, bây giờ các bet thủ, bet kèo 10 kill chắc đang kiểu là ngồi trên đống lửa đây, 9 đều rồi. Không, thực ra thì cái lúc mà mình cắt đến 10 đến kèo 10 kill thì update rồi. VP game chắc có update rồi. Điểm lick nổ ra, trụ mid con đang bị ủi rồi. Lock, lock con PL lên một pha va cung lại nhưng mà không đặt tường, nhưng mà va cung thả stun rất đẹp của Lina hỗ trợ và FNG lên bảng điểm số cho nó phở bọ gần chết rồi. Webster được áp sát tàng hình thả ulti ra nhưng mà cũng chết mà thôi. Một pha đập stun không trúng vị trí đến nửa gót, bây giờ set slow. Anh đần đang đi ra nhưng mà đần không có gì cả, đần vẫn dùng skill 2 để phân bóng, cố gắng chạy thoát. Đần đang cố gắng chạy, đang bị cắm lên ở đầu. Đần chỉ còn một lần defuse mà thôi. Đần vẫn đang cố gắng chạy nhưng mà tên lửa đuổi theo rất nhanh, nhấc lên thôi, ném về thôi thì đần lên bảng cho Lina. 12-9 và đó là kèo đấu 10 kill dành cho bên phía của Atlantic. 4k kinh nghiệm và 1k 6 tiền dành cho bên phía của Atlantic sau tới giết người vừa rồi. Kinh nghiệm thì bây giờ chênh lệch hiện tại là 4k dành cho Atlantic, Lan Quốc thì hơn khoảng tầm 3k, đã có blink nhảy cho Rubik sau những tuần có bắt thành công của họ. À thế hóa ra là hôm qua là kèo Fnatic họ đánh, họ cố tình thua Virtus Pro để kiểu gọi là kéo red. Tính toán cả bây giờ thì làm cho 3-4 cái Starche vào Fnatic rồi. Easy zone. PL 2k6 rồi. Uchi giờ put rồi, put vào thôi. Áo choàng tàng hình của Lee nên nó cũng bấm hơi sớm, và theo tôi nghĩ thì nó cũng không giải quyết vấn đề gì quá nhiều. Dĩa đầu của Mushi và những hit bắn đến từ của phở bọ của FNG thôi, nhưng mà không có vấn đề gì nhiều cho lắm. Mushi mở ulti ra, lock con Winter Weaver lên, Jacob thả ulti, cùng với đó bấm BKB, FNG bốc hơi trong vòng 2 giây. BKB bật lên của God, chẳng có vấn đề gì khi God gần như mất hết sạch máu rồi, God chết luôn. God chết cái chắc vậy, God bấm tự tử. Blaston mà lập tức mua ra buyback đến từ của God. Nguyên tập tầng ulti của nó là vẩy độc. Dĩa đầu KC bấm chống ra của Bounty Hunter, nhưng bây giờ BH đã hết hết BKB rồi thì dám nó lên không? Không dám mà phải lùi về. 14-10. Back a creep. Back a creep. Ông nhìn cái con creep đây này. Back a creep. Cái này có phải lag không trời? Người lag gì? Ê, ở đây à. Đây là con nó thu phục mà. À ừ, thu phục. Bựa vãi. 50 giây nữa Roshan mới ra. PL đang lên, có lẽ là PL sẽ lên Skadi rồi. Phải cứng, phải khỏe hơn chút nữa chứ bây giờ yếu quá. Không chịu à. Núp tôi đam. Nghĩ là PL sẽ lên Skadi thôi. Ừ. God thì có vẻ là God cũng sẽ hướng tới cho mình giáp băng mà. Ồ? Octarine Core. Hoặc là Octarine. Lên đồ kiểu biến thái à? Lên kiểu gay à? Người là Octarine chứ không phải là giáp băng. Quyết định là lên Blade Mail rồi nhưng mà sao nó lại chuyển thành Octarine? Hơi dị. Lên đồ kiểu gay. Gay lọ. Gay boy, nửa nạc nửa mỡ. Giờ thì cái Bluestone còn có 5 trạc thôi. Khá là ít. Bekka Boss thì có gì, phở bò, có Fey Boss, Bekka Bê. Nói chung thì cái item giá trị nhất của phở bò giờ vẫn chỉ là Bekka Bê thôi. Với một con Offland thì thời điểm này một cái Bekka Bê là hơi ít. Nhưng mà ông vừa thấy rằng là tôi thấy rằng con Bounty Hunter ngoài việc track ra thì hiệu quả Bounty Hunter trong đội game đấu này, trong cái đội hình của VP nó không nhiều như kiểu là của con Daxia của IO vậy. Cơ bản là cái game này bên phía của Fnatic họ hai support khá là chịu khó mua Sentry, khi mà với việc như mua Sentry nhiều như vậy thì BH nó mất đi cái đất dụng võ. Thôi, quả này BH bốc hơi đầu tiên. BH bốc hơi đầu tiên. Gặp nhau rồi. Và cùng đẹp là chết này.
ulti ở đầu của Mushi nhưng BKB bật lên của Krixi bắn cả thế giới trong đó. Mushi nhưng mà Mushi vẫn chưa chết. Vậy là Mushi bây giờ mới lên bảng điểm số với Webster ulti. Bây giờ lùi về từ bên phía của team Atlantic. Bây giờ lock con đang bị lock lên, God thổi lửa rồi, ulti ra của Lina và God bốc hơi luôn. Buyback của Mushi lập tức buyback ra của cả Daxia nữa. Trong khi đó thì PL đang làm cái trò gì nhỉ? What the hell PL? Đang kiếm Rubik, đang tìm Rubik. Bây giờ buyback xong thì có thể là họ sẽ ăn Roshan. Nhưng mà không có ulti của Mushi thì hơi khó ăn chút xíu. À, bảo sao Mushi bị bắn thốn thế, hóa ra là Kishi có cho mình gậy rồi. Chọc thẳng mồm của Mushi luôn. Mushi thốn, quả thốn thật. Đam Kishi to quá. Hớt không ăn thua. Lách shot mà cắm mắt à, cắm cọc được đến từ phía Wicked Dog thì nên chuyện. Với đó sắp sửa có cho mình được cái gậy xanh rồi. Là mình bây giờ là mình sẽ bán cái Majestic đi mình mua gậy xanh luôn chứ chả phải chờ đợi gì. Roshan has fallen to the ring. Chờ đợi bao giờ là hạnh phúc. Có gậy xanh rồi. Mà mới chỉ có level 12. Bây giờ Whipter có đốt trượng xanh thì có khả năng lật kèo combat được nếu mà bắn được và không bị disable gì cả. Cái chính vẫn là FNG. FNG game này phải nói là cực kỳ quan trọng luôn. FNG là core của V2 Pro. Nếu mà FNG có cho mình được cái quả thả được quả ulti đẹp thì ví dụ như quả vừa rồi mà cắm được thẳng vào mồm của Mushi thì Mushi chết ngay trong khi mà vẫn ulti luôn, không kịp làm gì à. Lượng đam đến từ phía của Kishi quá lớn rồi. 300 đam. Cam mốt vẫn còn khách đần, vẫn còn cách cái ice một khoảng cũng khá là xa. Netcode bây giờ tụt xuống mốc khoảng tầm 4k dành cho em đoàn tích kinh nghiệm thì vẫn dẫn 7k rưỡi. Trong khi đó thì Lina sẽ hướng thẳng lời đó chính là trượng xanh rồi, đã đưa con gà ra chỗ secret shop rồi. PL của đần vẫn cách đúng như Gheo nói, cách khá xa cái Skadi. Bây giờ nếu mà mua chỉ có đủ tiền để mua cục 2k1 tiếp theo thôi. Bao tiền tờ vẫn đi scar map nhưng mà hiện tại thì BH có cho mình 2k3 tiền, không hiểu sẽ lên gì đây, có thể lên blink chơi cơ động. Trượng xanh rồi, bây giờ Lina ulti khá thốn đây. 950 đam thẳng vào mồm luôn. Ủa trụ tiếp thôi, bây giờ Winter phải một pha ulti đẹp ở đây. Bởi vì người gây khó chịu nhất đến được bên phía của Atlantic đó chính là Mushi với cái ulti của anh. FNG phải ulti được và chọn vị trí đẹp. Nhưng mà bên phía của Atlantic có vẻ họ đang học được cái bài này nên họ đứng cách nhau khá xa để không bị dính kế gọi là cái tầm ảnh hưởng của Winter Weapon ulti. Bounty Hunter đứng sửa lưng, chỉ việc đó là check và nếu mà vòng sau thì sẽ dí ở đầu con Rubik. Winter giờ phải có cứ nhây đợi có cái blink là đẹp nhất. Như kiểu ES ấy. Đúng như kiểu ES luôn. BKB bật lên, tôi nghe có tiếng BKB bật lên đến từ của Phở Bò. Chuẩn bài luôn. Phở Bò phải bấm BKB em tuần vừa rồi. Lộ hàng. Đừng bảo tôi là Ohio cũng lên Sinva nhá. Cũng có blade mail à, cũng có cái blade mail này à, cái blade mail cái gì hãy để cho FNG farm cần lắm cái cảm sen chi được rồi, nhấc lên ném về Phở Bò stun thổi lửa cùng nó giải đạn ra đến từ của Jacob và đấm tay của cuối cùng một Rubik đã giết được mạng của thành viên Phở Bò 17-12. Phở Bò có buyback không thành vấn đề. Thực sự tôi nghĩ rằng là Phở Bò game này đừng nên trách quá nhiều. Cứ đợi từ từ đã. Bây giờ buyback ra thôi. Buyback ra nhưng mà bây giờ em vào ai đây, săn được vào đầu rồi. BKB bật lên trong đó, anh đần gần như mất sạch máu rồi. Tự lock mình lên. Đần sắp chết rồi, trong đó Mushi hết BKB rồi. Winter Weaven ulti thẳng đầu Kishi, trong cái đó thì buyback ra đến được Winter Weaven. Lock lên, Mushi vẫn chưa chết, đặt tường ra của IO và gót lên bằng đếm số. Mushi gần chết nhưng Mushi chết thì đó chỉ cái mạng hồi sinh mà thôi. Mushi mất
mất mất ulti rồi, họ đang dưới đầu của Mushi nhưng hiện tại anh đần gần hết máu, đần được áo cho tàng hình để chạy đi. Mushi bấm giáp băng lên, tự lốc mình lên té chạy đi, trong đó BKB bật lên đến được của phở bò, nổ ra nổ hay không, nổ chết được hay không, nổ không chết. Mushi vẫn còn cho mình 200 máu và lùi về thành công. Nhưng đó là bài bách đến từ bên phía của VP nhật, tôi nhớ không nhầm, đúng rồi, Winter phải bài bách ra trong tuần vừa rồi và cả BH nữa, BH cũng phải bài bách đầu game, à đầu còn ba rồi, đúng rồi. BH của phở bỏng đã phải báo ra. Bây giờ Mushi cooldown cái ulti còn cho mình 90 giây, 1 phút rưỡi nữa. Họ có thể đợi chờ được. Khi mà creep trên top mới được ủi vào thế này, PL chỉ gây được sự khó chịu và mở ra băng lao lên. Đã có lọc cọc tan đến từ Wind Doctor, búp tóc đến từ Daxia. Tên lửa gì thẳng đầu, blink lên nhấc về đẹp của Johnny, bấm BKB và cùng đến từ của OIO ulti thẳng đầu Winter và đó là đài bách của Winter. Bây giờ thì anh Đần chạy đâu đây, Đần được án trong tay hình và lùi đi. Nhưng mà Wind Doctor đã bị con Gyro nó bắn chết rồi. Và đó là hai rack dành cho bên phía của Fnatic. Jacobter thả ulti hơi thừa thãi và hơi fail trong tầng rồi đến đầu KC. Mega à? Không có Winter thì lấy gì ra đẹp bây giờ. God vẫn là God và Eden bấm cả Fortify lên rồi. Khá là mệt mỏi. Blink lại nhấc được con thật kìa, ném về Silent được đần đần rồi, nhưng mà đần nó bị disable, đần tự dùng defu để giải cái Silent và dùng skill 2 để chạy về nhưng vẫn bị cắm cái tên lửa. Khá tên lửa anh ơi. Silva lại được nổ lên, Mushi sắp có được cho mình ulti rồi, 20 giây thôi. Họ cứ kiểu nhây nhây combat này là bên phía VP họ chẳng làm gì được cả. 18 giây nữa VP họ mới dám đánh. Nhưng mà có vẻ như là họ lại lùi về. Kiểu là cho các chú sống thêm một lúc nữa đấy. Daxia lên cho mình cái Lotus Orb hoa sen. Gyrocopter đang hướng thẳng tới đó chính là Butterfly. Và ông thấy rằng là Gyrocopter vẫn liên tục là đi stack kem. Rất cần mẫn. Thực ra thì kiểu rảnh kiểu đang đợi creep lên để push rồi. Stack kem một cái. Thực ra thì ở đây mới có hai bãi chứ mấy. Đâu có nhiều. Đã có Butterfly rồi. Thôi lần này thì bây giờ Shadow nó bắn cả thế giới khi mà ông thể thấy rằng là network của Shadow nó hơn hẳn so với PL. Thì bóng của PL bây giờ nó chưa gây được sự khó chịu nhất định dành cho con Gyrocopter. Hơn hẳn khoảng tầm bao nhiêu nhỉ? 6 con network dành cho Gyro so với PL. Và đần thì sự lựa chọn của anh đó là lên búa bát chứ không phải lên Scar đi. Ông phải thấy rằng ấy là đến cả Mushi và Hurt với cả Silva mà đến thà Kishi cái bắn còn như con. Thì hỏi đần nếu mỗi cái Ice Caddy thì chịu sao được Nhật. Đấy có đâu, không lên ai nữa chứ, mới chỉ có quay ra bây giờ quay ra lên bát. Kiểu thấy ai kiểu xa xôi quá, quay ra lên bát. Blink lên xem có ai đấy, có Watt ở đây hay không, nhưng không có, lập tức Force up xuống đôi thôi. Bướm rồi. Giờ thì lấy gì giết Gyro bây giờ. Gần như là bên phía của VP họ biết được số phận của họ là rất khó để kéo được game đấu này rồi khi mà Gyro nó đổ quá nhiều hơn hẳn so với PL của anh Đần. Chênh lệch bây giờ network đã về mốc 10, đã lên đến mốc 15k. Kinh nghiệm đã gần chạm mốc 20k dành cho Fnatic rồi. Giờ Winter xa Blink quá rồi, thành ra là mình nghĩ là giờ có hết hy vọng rồi. Kể ra thì Winter có cái Blink này còn lên chuyện. Bounty Hunter của phở bò thực sự trong game này anh không giải quyết vấn đề gì nhiều, chỉ có việc đấy đi check, nhưng mà điều ram của gọi là gây sự khó chịu của con BH này nó gần như không có. Thực ra mà nói thì con BH này nó vốn là vẫn vậy mà đánh nó thiên nhiều về là track hơn, kiểu track lấy gọi là giả dụ mà kiểu là team ổn định thì BH có thể cống hiến được nhiều hơn, nhưng bây giờ hiện tại thì kiểu là team bị thua thiệt quá nhiều nên là BH nó không làm được gì nhiều trong combat cả. Octarine đã có trên đường của God rồi, nhưng mà Octarine liệu rằng có cứu sống được anh hay không đây? Khi mà Gyro lượng đam của nó rất lớn, cùng đó là ulti của con Death Prophet DP. Bây giờ Mushi còn cho mình một slot đồ nữa. Theo Gale sẽ gì? Mushi à? BKB cũng được. À có BKB rồi, BKB 10 giây luôn, mới tinh luôn. À, để tiền buyback thôi, cứ tạm trước mắt thì cứ để tiền buyback còn. Về lết thì rất nhiều item mà. Có thể là lên rõ. Rõ cũng hay, hai lần BKB, thả ulti thêm lần nữa nếu mà cần thiết.
Họ đi scout, họ thấy được vị trí tàng hình của Furball rồi. Đó, học Bluestone. Bluestone thì thêm máu, thêm mana, khỏe hơn mà bây giờ Bluestone không cần thiết. Nói chung thì bây giờ tiền để vào bách thì chứ còn còn mỗi hai crack nhỏ nhoi này thì kể cả bây giờ đợi Roshan thôi là bắt đầu là có với việc mà vị Fnatic họ có cho mình được cái Roshan nó hoàn toàn là có thể đứng vào cú trụ Mega Creep luôn. Không có thể không quan tâm đến cả Fnatic luôn, VTube Pro luôn cũng được. Mushi đứng kiểu cứ nhây con bát rồi bắn Rek nổ thôi. Rek có bao nhiêu máu đâu. Lên lên này rồi, lên cho mình Kishi quyết định lên cho mình cái Santanic. Sẽ là Santanic cho Kishi. PL của Đần 2k8 tiền nhưng mà thực sự bây giờ tôi sẽ để về buyback bởi vì sắp có con mắt cuối rồi. Bên phía của VP họ chỉ còn một PL là có buyback, còn bên phía của team Atlantic đó là hai co Gyrocopter và Mushi DP đều có buyback cho mình. Đâu, DPM là mới có, chết đi thì cũng chả còn. Đâu, chắc chắn có luôn. Đủ tiền mà, surplus là đủ. Đâu. Lina cũng đủ tiền buyback rồi. Level 22 nó rơi vào tầm khoảng 1k7, k8. Ông cứ để về buyback là có mà. Bởi vì nó ghi là buyback available là có rồi. Surplus là đủ giờ tiền rồi. Nhưng không, mà ông đủ tính rồi. Cả chết mà. Đủ rồi. Kể cả chết vẫn đủ. Kiểu ví dụ như kiểu bây giờ để cho kể cả chết vẫn đủ mà, lưu giết được DP khoảng tầm 700-800. Kể cả chết vẫn đủ mà, bởi vì nó có cái surplus tiền này rồi. Vẫn đủ tiền. Bây giờ chết vẫn đủ mà. Nhưng mà bây giờ PL vừa mua đồ xong, PL đã lên Scar đi, không muốn đi buyback bởi vì bây giờ VP mà buyback ra thì cũng thế à. Buyback hay mà VP họ hết skill thì cũng có làm được gì đâu. Đẩy luôn này, Zolo luôn. Đần quyết định là giả vờ vào Roshan. Cái chính là đánh trong cái khu vực này cũng khá là có lợi cho VP. Cắm được cái ulti đẹp ra đến từ phía FNG là NNN. Dire's middle tower is under attack. Trời ơi, đần đấm Roshan còn mệt lắm. Không mua đam. Khó đánh lắm, trong cái đó thì ơi, họ giữ đầu của Furball luôn, nhắc lên ném về thôi. Sylvan nổ ra. Lốc của Winter lên, Winter Weaven ulti không thể có vấn đề gì quá nhiều. BKB bật lên cùng nó thả ma ra. Ulti ra của Gyrocopter của nó là bấm được cái Lotus. BKB bật lên và ba người nằm xuống bên phía của VP. Bây giờ God đang cố gắng dùng cái ulti của mình cùng nó đi bullet các thứ nhưng đó là chưa đủ. Godlike triple kill dành cho KC rồi. PL người cuối cùng nằm xuống. Một pha dùng skill 2 né rất tốt của anh Đần nhưng mà vẫn phải nằm xuống mà thôi, sẽ GG ở đây. GG thôi, không còn cái gì cả và đó là team ngoài cho bên phía của Atlantic. Mặc dù gọi là một pha dùng ulti hay của đến từ của Winter Weaver năm tuần vừa rồi nhưng mà hay không... gì ba biết nó ulti vào cái gì không? Nhưng mà quan trọng cái đó là nó giữ chân được nhưng mà họ không lúc nào chết được Mushi năm tuần vừa rồi. Đó điều mà bên phía của VP tính tới nhưng mà không thành công. Kể ra quả đấy mà nếu mà Winter mà ulti vào mồm của Lina thì Lina chết chặt. Nhưng mà lại ulti vào cái bóng. GG, vậy là phần thắng thuộc về bên phía của team Malaysia hay còn được biết tới bây giờ đó là Fnatic. Vừa rồi phân xuyên bình luận của Kutem và Gheo trên PPU Channel. Cảm ơn tất cả bạn đã quan tâm theo dõi. Đần 18.5 điểm fantasy.